Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chia sẻ bí kíp khai báo airport cùng Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Mình là Hương Giang và mình sẽ ở đây để giúp các bạn tìm ra những phương thức khai báo airport nhanh nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Mọi người đều đã biết, hiện nay hầu hết các hãng tàu đều đã triển khai cung cấp lệnh giao hàng điện tử hay còn gọi là EDO cho khách hàng rồi. Vừa tiết kiệm thời gian, công sức, vừa giảm thiểu rủi ro lây nhiễm trong thời điểm dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp đúng không? Mình biết khi mới bắt đầu các bạn sẽ hơi rối một chút khi thủ tục khai báo thông tin không đơn giản như thủ tục đăng ký làm hàng ngày trước. Vậy nên hãy cùng Giang tìm hiểu xem làm thế nào để có thể khai báo một lô hàng sử dụng lệnh giao hàng điện tử EDO nhé. Đây là clip hướng dẫn khai báo phương án giao thẳng công hàng nhập có áp dụng lệnh giao hàng điện tử hay còn gọi là EDO. Để thực hiện khai báo thông tin, quý khách thực hiện theo các bước sau. Trước tiên, nhập tên tài khoản và mật khẩu, chọn khu vực giao nhận để đăng nhập. Sau đó, chọn phương án nhận công hàng tại cảng ở mục đăng ký. Bước 1, chọn lô hàng hoặc tạo mới lô hàng. Tiếp theo, ta sẽ nhấn thêm để màn hình hiện ra cửa sổ khai báo. Ở đây, ta chọn phương tiện, chọn chuyến nếu phương tiện là xà lan, sau đó chọn phương án. Khi quý khách nhập vào số công đã có dữ liệu EDO trong hệ thống cảng, mục chủ khai thác và mục áp dụng EDO sẽ được hệ thống tự động hiển thị, đồng thời xuất hiện thông báo hãng tàu áp dụng giao container hàng bằng EDO. Khi đó, quý khách vui lòng nhập tiếp 5 thông tin số bill, tên khách hàng, mã nhận công, số lệnh, hạn lệnh, theo như hãng tàu cung cấp. Và cuối cùng là nhấn lưu. Sau khi khai báo thành công, ta sẽ tiến hành xác thực bằng cách chọn số công tại bảng chi tiết lô hàng và nhấn xác thực. Ở khung cửa sổ xác thực, quý khách chọn số công rồi nhấn nút gửi mã xác thực. Khi nhận được tin nhắn gửi về số điện thoại đã đăng ký, quý khách sẽ lấy mã nhận được, nhập lên hệ thống và ấn ô xác thực để hoàn tất. Khi hệ thống thông báo xác thực thành công, quý khách quay về màn hình đăng ký để thực hiện bước tiếp theo, đó là khai báo số tờ khai hải quan. Khi truy cập trang khai báo số tờ khai sạch số quản lý hàng hóa, quý khách hãy chọn thêm mới. Khi khung cửa sổ khai báo số tờ khai hiện ra, ta sẽ nhấn chuột vào ô chọn số công hoặc nhấn vào biểu tượng mũi tên để thấy danh sách container của lô hàng này. Sau đó, quý khách sẽ chọn số công, nhập số tờ khai vào ô tương ứng và nhấn lưu. Trong trường hợp lô hàng của quý khách có nhiều container, sau khi nhấn lưu, hệ thống sẽ hiển thị màn hình cập nhật hàng loạt, để quý khách có thể cập nhật số tờ khai vừa khai báo cho các công còn lại, với điều kiện các công còn lại có chung một booking. Sau khi cập nhật thành công, quý khách quay về màn hình đăng ký nhận công hàng tại cảng, sẽ thấy cột khai báo tờ khai có giá trị Y. Để đảm bảo tính an toàn trong quá trình giao nhận công hàng sử dụng EDO, quý khách cần khai báo thêm đơn vị vận tải hoặc số xe theo container bằng cách sau. Khi chọn ô khai báo đơn vị vận tải dẹp số xe theo container, hệ thống sẽ chuyển qua trang mới để khai báo thông tin. Ở đây, quý khách sẽ chọn nút màu xanh biểu tượng hình cây viết trước cột số công. Lưu ý là quý khách chỉ cần khai báo một trong hai thông tin và có thể chọn hình thức khai báo bằng cách nhấn chọn ô vuông phía trước từng mục tương ứng. Ví dụ, để khai báo đơn vị vận tải, quý khách sẽ nhấn chọn ô vuông phía trước đơn vị vận tải và chọn đơn vị có sẵn trong danh sách.
Tương tự với số xe theo container, quý khách cũng sẽ thao tác như trên. Và lưu ý, số xe quý khách cần viết liền theo như hướng dẫn. Và cuối cùng là nhấn lưu để hoàn tất. Giống như khai báo số tờ khai, quý khách cũng có thể cập nhật hàng loạt đơn vị vận tải cho các container có chung booking của cùng một lô hàng. Và lưu ý, số xe hay đơn vị vận tải có thể thay đổi sau này. Cuối cùng, quý khách vui lòng thanh toán để hoàn tất thủ tục đăng ký. Đối với công hàng nhập có sử dụng lệnh giao hàng điện tử, quý khách chỉ cần cung cấp số đăng ký cùng với số công cho tài xế, đi thẳng tới cổng cảng để thực hiện thủ tục check-in mà không cần phải vào phát hành chứng từ để đối chiếu lệnh giao hàng. Trên đây là các bước hướng dẫn thực hiện khai báo thông tin cho công hàng nhập sử dụng lệnh giao hàng điện tử. Quý khách có thể quay trở về trang chủ để tham khảo clip hướng dẫn thanh toán airport cũng như clip hướng dẫn các dịch vụ khác. Vậy là Giang đã hướng dẫn xong các bạn các bước khai báo nhận công hàng từ cảng, sử dụng lệnh giao hàng điện tử rồi. Tuy hơi nhiều công đoạn nhưng không hề khó phải không ạ? Để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng trong mùa dịch, hãy cùng Giang tăng airport giảm ncov ngay bây giờ nhé. Đừng quên like, share và subscribe để nhận được thêm nhiều thông tin mới nhất từ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Và cuối cùng, hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo.